Xin kính chào quý vị khán giả của Người Việt TV. Tôi là Ngô Nhân Dụng. Hôm nay tôi có dịp nói chuyện với lại hai vị khách của Người Việt TV. Thứ nhất là Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, là một vị tu sĩ Phật giáo Nhật Bản gốc Việt Nam. Ông đã qua đây thăm và có dịp đến báo Người Việt. Thứ hai là ông Trần Nguyên Thắng, mà chắc quý vị cũng đã quen biết, là một người đã có rất nhiều show ở trên Người Việt TV. Ông Trần Nguyên Thắng là tổng giám đốc của công ty du lịch AT&T, đã từng đi khắp thế giới. Xin đề nghị ông Trần Nguyên Thắng mở đầu câu chuyện với lại Hòa Thượng Tuấn Hùng. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi trong chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay rất được hân hạnh được đón tiếp hai người mà rất là nổi tiếng tại Nhật Bản, ai cũng biết đến, đó là thầy Ngô Nhân Dụng, đương nhiên chúng ta đã biết qua nhiều cái chương trình TV, và đây là Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, cũng đến từ Nhật Bản. Và xin được đôi chút về Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng. Tôi và Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng ngày xưa là hai sinh viên đã cùng đến Nhật Bản vào cuối năm 1970. Và sau một thời gian học hành, chúng tôi đã ra trường, và đồng thời với thời gian trải dài sinh kế, chúng tôi đã không có liên lạc với nhau. Mãi cho đến những năm gần đây thì chúng tôi có dịp gặp lại nhau, và thật sự là ngỡ ngàng thì tìm hiểu được rất là nhiều cái những sự liên hệ giữa đời sống của những người học sinh cho đến đời sinh viên. Là Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng ngày xưa cũng từng là một con của một vị thầy tổng giám thị tại cái trường Trần Lục, và tôi cũng đã từng học từ đó cho đến năm đệ tứ, và sau đó chuyển sang Chu Văn An, và chúng tôi học đến đệ xong Chu Văn An thì chúng tôi đi qua Nhật cùng một năm. Và sau thời gian sinh kế thì ngày chúng tôi gặp lại nhau thì hoàn toàn khác hẳn. Tôi vẫn còn vương trải với đời sống, và tôi gặp lại người bạn là Vũ Liên Bích ngày xưa của tôi, thì bây giờ đã trở thành một vị tu sĩ và hòa thượng tu tại Nhật Bản. Và đây là Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái lý do, cũng như tìm hiểu một số những chi tiết về Phật giáo Nhật Bản mà Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng sẽ đem lại cho chúng ta. Thưa quý vị, có lẽ câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có thể nêu lên với Hòa Thượng Tuấn Hùng đó là Phật giáo có cái vai trò như thế nào trong cái đời sống của người Nhật, ở trong cái xã hội Nhật, cái văn hóa Nhật. Xin ông làm ơn cho khán giả của đài Người Việt TV biết. Đầu tiên xin chào toàn thể khán giả của đài Người Việt TV. Vâng, thưa ông Nhân Dụng, nếu mà nói về cái đời sống tâm linh, đời sống tín ngưỡng của người Nhật đấy, cái tạo nên tâm linh của người Nhật là gồm có ba yếu tố. Thứ nhất đấy là Nho giáo, Thần đạo và Phật giáo. Thì tâm linh người Nhật lúc nào cũng hướng về ba cái đó. Thì khi mà họ sống thì họ sẽ theo Thần đạo nhiều, và khi mất đấy thì là họ hướng về Phật giáo. Thì nếu mà nói về thần đạo thì chúng ta phải biết đến là có hai loại thần, là thần thiên nhiên, thiên thần và nhân thần. Thì thiên thần là gì? Thiên thần là chúng ta hiểu được là thần nước, thần mây, thần gió, thần nông, thần lúa. Tất cả những cái thiên nhiên ấy đều là coi là thần được hết. Thí dụ như cái hoa ở ngoài kia họ cũng coi là thần, vì vậy họ tôn trọng, họ không có bức cái cánh hoa. Đó là những cái vị thần thiên nhiên. Còn nói về nhân thần, nhân thần, yeah. Nhân thần thì là những người có công đối với dân tộc Nhật. Thí dụ như các vị vua, vị chúa, không những là bên võ mà cả bên văn nữa, mà không cần lớn đến cái tầm mức quốc gia, mà ngay cả cái tầng cái phạm vi nhỏ trong làng họ cũng thờ. Đấy, tức là về thần đạo. Thưa Hòa Thượng, như vậy thì cái việc cúng tế các vị thần của thần đạo ở Nhật á cũng tương tự như những cái phong tục của người Việt Nam. Cả nước mình thờ vua Hùng Vương chẳng hạn, có rất nhiều người thờ Đức Trần Hưng Đạo,
là bởi những vị anh hùng như là ông Lê Văn Duyệt thì lại là được thờ ở một địa phương, hay là bà Chúa Liễu Hạnh cũng lại được thờ mà thờ ở một địa phương. Thì như vậy giữa cái phong tục người Việt Nam với cái thần đạo thì mình thấy nó khác nhau gì không? Vâng, thì vấn đề khác thì không khác, nguyên tắc thì không khác, căn bản thì không khác. Nhưng về tổ chức, về tổ chức và về cái cách mà họ tin thì họ khác. Thí dụ như mình họ tin vào thần thiên nhiên không có nghĩa là họ mê tín, mà có cái nghĩa như là cảm ơn. Thí dụ như những cái đền thần lúa, tức là họ cảm ơn, tạ ơn đã được những cái mùa lúa tốt. Không có cái vấn đề mê tín như thần mây lễ để cho có mưa hay không có mưa. Họ không có tin vào cái vấn đề đó. Thế còn các vị nhân thần thì mình với họ có khác gì nhau không? Không ạ. Vấn đề nhân thần thì rất là giống. Thí dụ như lớn nhất bây giờ họ thờ ấy là đền thờ Minh Trị gần đây. Còn ngày xưa ở dưới IC thì họ có thờ nữ thần đầu tiên của nước Nhật là Amaterasu ở IC. Vâng, nếu mà nói rồi những vị thần nhất đến, nếu mà nói về người Việt ấy, thì là mình có thờ đền thờ Hùng Vương rồi đền thờ Đức Thánh Trần ở miền Bắc. Vâng, và lúc sống ấy, thì họ thờ thần thì họ biết là Phật không mang được gì đến lời cầu nguyện cho họ. Thì tất cả những lời cầu nguyện họ muốn gì thì họ đến đền thờ thần. Thí dụ lúc mà sanh con ra thì họ mang đến đền thờ thần, họ xin. Rồi 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi họ mang đến đền thần. Rồi đám cưới họ cũng làm ở bên đền thờ thần. Tóm lại tức là thần đạo lo cho họ lúc còn sống. Vâng. Thế còn đến lúc mà người ta chết thì sao? Vâng, lúc chết thì họ sẽ đến nhờ quý vị sư để mà đến làm lễ tập niệm và làm đắp ma khí thiêu, và sau đó họ mang di cốt đến chùa họ đề. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Chúng ta sẽ tạm ngừng mới lại vài giây phút quảng cáo thương mại, rồi chúng ta sẽ lại trở lại với lại Hòa Thượng. Thưa quý vị khán thính giả, thì qua câu chuyện của Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, chúng ta có thể cảm nhận được đôi chút về cái sự khác biệt giữa cái tôn giáo của Nhật Bản cũng như tôn giáo của Việt Nam. Thế tuy nhiên thì ở đây có một điểm trong cái cương vị của một người đi du lịch, thì tôi nhận thấy như thế này. Đó là một cái lý do mà tại sao chúng ta đến Nhật Bản, mà cho đến thời đại bây giờ, tất cả những cái gì cứ mỗi một lần một vị thủ tướng hay một vị bộ trưởng nào trong cái chính phủ Nhật đó có dịp đến cái thăm cái đền gọi là đền Tĩnh Quốc. Tĩnh Quốc đó là Yasukuni, đó là nơi thờ tất cả những vị anh hùng của người Nhật. Tôi nhấn mạnh rõ, đó là người Nhật thờ những vị anh hùng của nước Nhật và của dân tộc Nhật. Và lý do đó tại sao những sứ như bên Trung Hoa hay là bên Đại Hàn lúc nào họ cũng chống đối cái chuyện chính phủ Nhật đi đến viếng thăm cái đền đó. Tại vì trong cái đền đó, đối với người Nhật thì đó như là những vị anh hùng trong cái đệ nhị thế chiến. Thế tuy nhiên đối với nhân loại thì tất cả những quốc gia khác họ nhìn người Nhật với cái nhân thần như vậy đó là một tội phạm của chiến tranh. Thành ra chúng ta nhìn thấy là nó có những cái vấn đề mâu thuẫn giữa một cái dân tộc và một quốc gia đối với cái thế giới. Thành ra đó cũng là một điểm để chúng ta có thể biết thêm. Đó là lý do tại sao thế giới đều chống lại cái chuyện đó, mà người Nhật thì vẫn coi những người đó là những người anh hùng. Chẳng hạn như trong cái lịch sử Việt Nam, thì bây giờ chẳng hạn như nếu mà nói trong miền Nam chẳng hạn, nói những vị tướng mà có thể tuấn tiết, thì những vị tướng đó người đối với người Nhật thì họ cũng được trở thành một vị thần, đều được tôn sùng. Và chẳng hạn như trong cái lịch sử Việt Nam chúng ta, tướng Đức Thánh Trần được tôn thành thánh, và Tả Quân Lê Văn Duyệt cũng được tôn thành là một lăng ông. Và đó là cái điểm mà chúng ta thấy được cái sự giống nhau giữa cái suy tư của người Việt Nam và người Nhật Bản. Thế tuy nhiên cái cách tổ chức như anh Nhiêu Nhân Dụng vừa mới nói đó, thì nó có cái sự khác biệt. Cái khác biệt đó có lẽ chúng ta sẽ đưa lên Hòa Thượng câu hỏi với Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng. Thì thưa Thầy, Thầy thấy cái sự khác biệt đó như thế nào? Vâng, thì về thần đó, thì người Nhật họ quan niệm tất cả những vị gì đã mất, ngay cả cha mẹ mình, cái tâm linh á,
nó vẫn còn ở quanh quẩn mình, chứ không có đi xa hết. Vì vậy họ làm cái điều gì là họ biết là những vị thần vẫn ở đằng sau mình, vẫn nhìn thấy những hành động của mình làm. Hình tượng khi mà đi ra ngoài có một cái điều gì lớn là về tối họ đến trước bàn thờ gia tiên, trước bàn thờ thần, họ báo cáo kể cả việc tốt cũng như việc xấu. Vì vậy họ không có làm những cái điều xấu là do họ biết là quan niệm là những người quá cố vẫn còn nhìn thấy hành động của họ đang làm đây. Họ vẫn chịu trách nhiệm với tổ tiên của mình. Bây giờ chúng ta có thể qua cái đề tài về Phật giáo, riêng Phật giáo. Thì xin Hòa Thượng Tuấn Hùng cho biết ở Phật giáo có những cái tông phái nào là chính và Hòa Thượng thuộc về tông phái nào? Vâng, thì Phật giáo vào Nhật vào khoảng cái thế kỷ thứ 6. Thì lúc vào Nhật ấy, thì là họ giai cấp dưới chưa có. Họ là của giai cấp quý tộc thôi. Tức là đạo Phật vào trong giai cấp quý tộc, chứ còn người bình dân thì không biết. Vâng, người bình thường không biết. Tức là lúc đó giai cấp quý tộc đã hưởng đầy đủ danh vọng, tiền tài không thiếu gì hết. Thì người ta nghĩ đến cái cuộc đời sau của họ. Thì vậy họ mới tín ngưỡng Phật giáo. Thưa, như vậy thì có những cái tông phái nào mà đang thịnh hành ở Nhật? Vâng, thì nếu mà nói đến Phật giáo Nhật Bản thì người ở ngoài nhìn vào thì thông thường là sẽ nghĩ là thiền là lớn nhất ở Nhật. Vâng, nhưng mà không phải là chỉ có thiền không. Ở Nhật thì có tất cả là 16 tông phái. Nhưng mà những tông phái lớn ấy là Nhâm Ngôn Dân Động biết là thiền. Thiền thì có hai, thiền lâm tế và thiền tạo động. Thì bên thêm một phần nữa là bên tịnh độ. Thì tịnh độ thì cũng có hai phái lớn là tịnh độ tông. Và sau ngày ngày Thân Ban phân ra làm tịnh độ chân tông. Tức là có thiền lâm tế, thiền tạo động và tịnh độ tông và tịnh độ chân tông. Thì khi thầy nói rằng tôn giáo lớn ấy có nghĩa là đông người đi theo cái tông phái đó. Vâng, thế là đi theo tông phái đó. Còn thêm một chút xíu cũng khá lớn là bên chân ngôn tông, tức là ở ngoài này mình gọi là mật tông đấy. Mật tông, Thưa, như vậy thầy thuộc về tịnh độ tông và muốn trở thành một vị hòa thượng ở trong tịnh độ tông ở Nhật Bản á, thì cần những điều kiện nào? Ở các nơi khác thì người ta muốn thành một vị tăng sĩ là phải cạo đầu, phải bỏ hết các thú vui trần tục, không có vợ con và không được ăn mặn. Thế còn ở bên Nhật thì nó có khác không ạ? Vâng, thì tôi xin nói riêng về cái tông phái Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông. Mà bây giờ muốn làm một người tu sĩ, trở thành người tu sĩ thì bên Tịnh Độ Tông thì phải qua những cái giai đoạn như thế nào? Thì trước nhất là mình phải hiểu giáo lý trước. Thì hiểu giáo lý thì có hai cách. Một là tự học, với lại những cái khóa học của Tịnh Độ phái họ tổ chức. Rồi sau đó qua một kỳ thi test, pass kỳ thi test đó, tức là mình đã thấm nhuần giáo lý. Hai là đi học Đại học Phật giáo và tốt nghiệp mình gọi là cử nhân Phật giáo. Đó là mỗi hai điều kiện đó là điều kiện giáo lý tiên quyết để mà đi vào đường tu sĩ. Thì có những người ta chỉ cần biết giáo lý thôi, không làm tu sĩ đến đó là hết. Còn bây giờ mà muốn đi vào làm tu sĩ thì trước hết phải có một vị sư trụ trì của một chùa nào đó bảo đảm cái đời sống đạo đức lý của mình, để giới thiệu mình với tông phái. Lúc đó người vị hòa thượng đó sẽ chịu trách nhiệm với mình, với tông phái, về mình với tông phái. Thêm vào về bên đời thì phải có lấy cái giấy chứng nhận là không có phạm pháp. Ngay cả vấn đề như ở đây mình gọi là bếp cái đít cũng không được. Tức là hai vấn đề đó là sau đó mình mới vào các đạo tràng. Thì sau khi vào đạo tràng rồi, cái khóa đạo tràng chót nhất, tức là vào khoảng một tháng, thì ở Tokyo và Kyoto, sau đó thì sẽ được nhận làm
tu sĩ. Dạ, xin cảm ơn thầy Tuấn Hùng, và có lẽ chúng ta tạm chấm dứt ở đây, để hẹn chúng ta sẽ gặp nhau sau cái buổi nói chuyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục hỏi Hòa Thượng Tuấn Hùng về cái đời sống của các tu sĩ ở bên Nhật và các tín đồ Phật giáo ở bên Nhật như thế nào. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào quý vị.